Ngọc Thanh Tâm khai máy dự án khủng cùng dàn khách mời nổi tiếng. Sau thời gian chuẩn bị, Ngọc Thanh Tâm cùng ekip vừa có buổi cùng khai máy dự án web drama đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên. Sau 3 năm kể từ thành công của Tâm Sắt Tấm, web drama lấy cảm hứng từ chuyện cổ tích Thạch Xanh, Lý Thông của Ngọc Thanh Tâm lần này mang tên Thạch Xanh, Lý Thanh. Trước đó, nữ diễn viên đã rất thành công khi xây dựng phim Tâm Sắt Tấm từ chuyện cổ tích Tấm, 8. Nên với dự án lần này nội dung cũng rất hứa hẹn với nhiều tình tiết lôi cuốn, hấp dẫn. Tiết lộ trong ngày khai máy dự án, Ngọc Thanh Tâm chia sẻ, cô đặc biệt rất hạnh phúc khi nhận được sự đồng ý tham gia từ nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc cho vai diễn trong Thạch Xanh, Lý Thanh. Nữ diễn viên tiết lộ vốn rất thần tượng nghệ sĩ qua các vai diễn trên sân khấu kịch cũng như điện ảnh nên khi xây dựng kịch bản phim lần này, cô cùng ekip đã viết riêng vai ông Xuân Lộc để mời đàn anh tham gia. Khi gửi lời mời, Ngọc Thanh Tâm cùng ekip cũng chia sẻ rất thật lòng về tình cảm, sự hâm mộ và vai diễn riêng chuẩn bị cho nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc. Bất ngờ là sau khi nhận được lời mời cũng như định hướng kịch bản, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc đã nhận lời ngay và sắp xếp lịch làm việc dày đặc thời gian này của mình cho ekip. Được biết, vai diễn lần này của nam diễn viên cực kỳ quan trọng, là nhân vật có tác động cực lớn đến nhân vật Lý Thanh do Ngọc Thanh Tâm đảm nhận. Ngọc Thanh Tâm chia sẻ cô vừa hào hứng vừa hồi hộp vì sẽ có nhiều cảnh diễn trực tiếp với nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc. Tuy nhiên, cô xem đây là một cơ hội lớn để ngày càng cố gắng hoàn thiện hơn nữa khả năng diễn xuất khi học hỏi được từ nghệ sĩ đàn anh mà cô ngưỡng mộ. Song song đó, trong ngày khai máy, Ngọc Thanh Tâm cũng đã có những cảnh quay ăn ý cùng Ngô Kiến Huy, Võ Tấn Phát, Vinh Dâu. Đặc biệt theo những hình ảnh được tiết lộ thì tạo hình của Ngọc Thanh Tâm, Võ Tấn Phát, Vinh Dâu cùng bối cảnh sẽ hứa hẹn những thước phim đậm chất đời của Thạch Xanh, Lý Thanh. Ngọc Thanh Tâm chia sẻ rất vui mừng khi những nghệ sĩ mà cô yêu quý như nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, Ngô Kiến Huy, Khả Như, Võ Tấn Phát, Trịnh Thảo, Vinh Dâu đã nhận lời ngay và còn dành nhiều tình cảm, sự ưu ái cho dự án Thạch Xanh, Lý Thanh lần này. Với dàn nghệ sĩ kỳ cựu và những gương mặt tên tuổi tham gia vào dự án, Thạch Xanh, Lý Thanh tiếp tục là một web drama rất được mong đợi. Dự án được thực hiện bởi ekip đã làm nên thành công của Tâm Sắt Tấm trước đây như đạo diễn Nicole, biên kịch Minh Châu, Hoàng Khôi dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 7, tháng 8 tới đây.